Rồi em xin chào tất cả anh em nha anh em. Giờ này cũng chiều rồi, gần 4 giờ. Em mới rửa xe xong rồi bây giờ quay video đăng bán để dành tối đăng bán với anh em. Trước mặt anh em mình là hôm nay em có 6 cục IC, tại sao em phân loại 4 cục trên, 2 cục dưới? Nói chung IC em bán là hàng tất nhiên là em phải tuyển để dễ bán. Cái thứ nhất, bữa nay em có miếng thảm lông cáo anh em, màu trắng. Xối tuyết. Cái thứ hai nữa, em phân loại như gì là IC bán á, em bán mắc rẻ là quan trọng hình thức bên ngoài, còn cái chuyện gãy chấu là tất nhiên chuyện không có rồi, tại hàng em tiễn là không có gãy chấu, với lại em cái dắt này trong cứng ngắt không à, cứng ngắt không rồi mới bán cho nó chắc cú nha anh em. Rồi thì để tránh mất thời gian của anh em đi vô chi tiết hai cục này á, thì em cho anh em coi tình trạng nè. CI723T9.D chữ M nè, ở đây mất chữ nè. Khi em nhận về không biết người dùng người ta gờ gì vẽ viết số gì đây, em không biết làm giống gì đây nè. Bụng là không, bụng đẹp luôn nè, mình mẩy là không bị mất thịt mất thiết gì luôn nè, anh em thấy không nè. Ở trên này chắc nó bị cái gì vậy ta, không bị gì hết anh em ơi, không gãy chấu. Mấy cái dắt này trong em có xịt miếng G77 vô đựng cho nó bị tan đó anh em. Đó, mặt lưng nè, không mất thịt mất thiết gì chân nha anh em. Cidergen đúng hàng đó. Em bán IC em cũng tiễn dữ lắm. T9.D nè, nó dính viết xó em vệ sinh chưa ra hết nữa. Nói chung IC không có mất thịt gì chân nha anh em. Cái cục như vậy nè, em bán 500.000 đó. Đây cục đó nè, cũng 9.D luôn nè anh em, cũng 9.D luôn nè. CI723T9.D luôn nè. Ở đây KFL nó còn kiểu mờ mờ, không gãy chấu, không gãy chấu ngoài ha. Mấy cái dắt ở bên trong mà cứng ngắt hết nha nè, tại hàng em tiễn em bán mà, bao sống bao xài cho anh em các kiểu, không mất thịt mất thiết gì đâu. Nó Cidergen đúng hàng anh em ha. Đó, hai cục này T9.D hết, đồng giá em bán 500.000 một cục. Còn những cục trên này em bán 550.000 nè, 550 có giá trị của 550 nha anh em, thêm 50.000 thôi. Hạn bán anh em tự lo phí ship nha, tại cái nào em bao ship em nói bao ship, khả năng em IC em bán lời cục mấy chục ngàn chứ không có nhiều, nói thẳng với anh em luôn đó. Đây nè, ví dụ em ví dụ như cục này CI723T4.3311 KFL còn nguyên dạng, KFL chữ nhỏ, không gãy chấu, mình mẩy đồ đẹp hết luôn nè anh em thấy không. Đó, em quay sơ bộ cho anh em coi, mình mẩy đẹp hết nè, chân cẳng là không có dở viết gì hết trơn nè. Đó nè, dính ba sơn chống xét nè, vệ sinh chưa ra hết nữa. Cidergen 1, KFL chữ lớn luôn nè, KFL chữ lớn nè. CI723T0.N nè, nguyên cái dãy trên này á, toàn là hàng em tiễn chữ nghĩa còn đầy đủ em bán không à, nó mới có giá 550. 500 nó có giá của 500, 550 nó có giá của 550. Nó không mất thịt mất thiết, cái này nó dính cái giống gì ở đây nè. Nó chấu chiếc đồ nguyên dạng hết. Đó, đúng hàng hết nha. 2. Chữ nghĩa còn đầy đủ không à. CI723T0.5271 KFL nè, còn nguyên dạng hết nè anh em thấy không, không lung lay nha, cứng ngắt bên trong hết nha anh em, chân cẳng luôn không có dở nha. Cục mấy cục hàng trên là hình thức bên ngoài là em nói với anh em là đẹp tuyệt vời đó, chứ có bị cái giống gì hết trơn á nè. Đó, 4 cục hàng trên đẹp tuyệt vời, mỗi cục 550.000. CI723T0.3281 KFL nè. Đây, đây có sớt miếng thịt, cái này là do tác dụng nhiệt nè, mà không biết cái giống gì vô đây nè, tác dụng nhiệt nè anh em thấy không. Còn hai nữa là cọ vô sườn, nó chỉ có hai cái đó thôi, tại vì IC gắn ngay cái điểm đó tác dụng nhiệt gì, chỉ có cọ vô sườn thôi. Đó, chân cẳng là bao anh em, không có dở viết gì đâu. Mấy cục này hình thức em bán bên ngoài đẹp không à, không mất thịt mất thiết gì trơn. Cidergen đó, 4 cục trên này em bán mỗi cục 550.000, 2 cục dưới em bán mỗi cục 500.000. Anh em nào mến hú em nha anh em. 4 cục trên đây nè,
chữ nghĩa hình thức bên ngoài đẹp hết, 550.000 một cục. Hai cục này mỗi cục 500.000. Hai cục này em bao ship cho anh em nè, tại hình thức nó không được whip, 500.000 bao ship. Còn mấy cục này nè, 550.000 phí ship anh em tự lo đó. Cái nào cũng có cái giá của nó anh em ha. Rồi em chào anh em nha, chúc anh em sau một ngày làm việc mệt mỏi thật là vui vẻ bên gia đình và người thân mình nha anh em. 5 cục này nè, mỗi cục 500, 4 cục này mỗi cục 550.000. Phí anh em tự lo. 2 cục này mỗi cục 500.000, em bao ship. Anh em mua hàng chuyển khoản giúp em nghe, không có ship code nha anh em, thông cảm nha. Rồi em chào tất cả anh em nha. Đó.